Vào chiều 13 tháng 3, đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thạch Thất Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi một cuộn thép trên xe đầu kéo bất ngờ rơi xuống đường lúc xe đang di chuyển và nguy hiểm hơn khi cuộn thép này đè trúng một xe con làm chiếc xe này bẹp rúm. Vụ việc khiến nhiều người đi đường ở Thạch Thất hoảng loạn. Cụ thể khoảng 11 giờ hôm nay, 13 tháng 3, xe đầu kéo chở theo 3 cuộn thép nặng hàng chục tấn lưu thông hướng huyện Quốc Oai, Thạch Thất. Đến tỉnh lộ 419 thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, một cuộn thép trên xe rơi xuống đường, lăn trúng ô tô con đang đỗ trên vỉa hè. Vào thời điểm này, chiếc xe con không có người bên trong nên không xảy ra thương vong. Tuy nhiên, chiếc xe con bị đè bẹp gần như hoàn toàn và khiến nhiều người đang tham gia giao thông trên đường hoảng loạn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thạch Thất đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị điều tra nguyên nhân. Câu chuyện về những container chở theo những cuộn thép có khối lượng lớn nhưng bị rơi khi đang di chuyển trên đường đã từng xảy ra. Và những vụ việc như vậy không gây thương vong thì đều khiến cho người đi đường hoảng sợ. Theo điều 24 Nghị định 100 2019, tài xế bị phạt từ 2 tới 3 triệu đồng, tước bằng lái từ 1 đến 3 tháng khi lái xe chở container, kể cả semi remote mà không sử dụng thiết bị để định vị chắc chắn container với xe.